Vâng, Hoàng Zalo xin mến chào tất cả các bác đã quay trở lại kênh YouTube của Hoàng Zalo ạ. Và đây là video vào buổi tối ngày thứ ba, ngày 23 tháng 3 năm 2021 ạ. Trong video tối ngày hôm nay thì Hoàng Zalo sẽ tiếp tục gửi đến các bác một số cái bộ sản phẩm về dàn mini hàng Nhật bãi. Trong video tối hôm nay thì em có thể sơ qua cho các bác, đó là 6 cái sản phẩm. Em sẽ giới thiệu qua một chút. Một đôi loa của Pioneer rất đẹp, đôi loa số 1. Một bộ dàn của Panasonic có cổng USB, bộ này thì rất ít về, bộ số 3. Một bộ Panasonic của bộ số 4, ba loa cũng rất là đẹp. Chạy tiếc cái là không đọc được đĩa DVD. Đấy, nếu mà bộ này chọc đĩa DVD thì nó là hoàn hảo rồi. Bộ số 6 là một bộ dàn của Sony có chỉnh bát tép trên thân máy, bộ này cũng về trong tình trạng đẹp, CD đọc nhanh và tốt các bác nhé. Đó thì em sơ qua một chút cho các bác. Và bây giờ em xin phép sẽ đi chi tiết từ trái qua phải lần lượt tất cả các sản phẩm trong video ngày hôm nay, cũng như sẽ quay góc cạnh và test các tính năng còn sử dụng được và báo giá chi tiết cho các bác. Và các bác lưu ý giá của Hoàng Gia Audio nói là giá bán tại cửa hàng. Và các bác lưu ý là giá thì không bao gồm vận chuyển. Và khi các bác đặt những cái sản phẩm, một trong những sản phẩm trong video này, các bác vui lòng đặt cọc 200.000 đồng để khi Hoàng Gia Audio sẽ đóng hàng và gửi cho các bác, và các bác sẽ nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán nốt số tiền còn lại và cộng với tiền ship hết bao nhiêu thì em sẽ tính sơ lược cho các bác và để báo các bác trước để các bác trả cho bên ship các bác nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nếu bác nào thấy video hay thì hãy nhấn like, hãy nhấn nút like nhá. Nhấn nút like như trên hình video của bác này, hình ngón tay như này, để cho Hoàng Gia Audio có thêm những cái động lực hơn để làm những video hay hơn nha các bác nhá. Và bây giờ em xin phép đi đầu tiên từ bộ số 1. Số 1 đây là một đôi loa của hãng Pioneer. Đấy, bộ này còn đẹp góc cạnh. Các bác nhìn chiều cao của đôi loa này nó khoảng 25cm, chiều sâu khoảng 20. Đôi này thì đây, Pioneer, bát của nó là gân cao su các bác nhá. Màng của nó là màng, em không rõ chất liệu gì, nhìn giống như carbon hoặc là sợi carbon thì đúng hơn. Sờ rất là thích. Màng gân cao su còn rất mềm. Bát này bát 12 các bác nhá, bát 12. Còn tép của nó nhìn cũng rất là đẳng cấp luôn này. Đấy, rất đẹp, Pioneer. Bộ này các căng đầy đủ các bác nhá. Về rất là đẹp. Đây, model của nó này, N7F này. Công suất 50W trở kháng 6 ohm này. Sản xuất tại Japan luôn này. Đấy, đây là cầu đôi loa, góc cạnh của nó đằng sau các bác nhá. Đấy, chiếc thứ hai đây. Đấy, đẹp các bác nhá. Đấy, rất đẹp. Pioneer. Một dòng loa rất là nhỏ, rất là xinh xắn. Và chất âm thì dòng này thì em nghĩ là cũng sẽ rất là hay. Quan trọng là mình ghép với cái sản phẩm của bác ghép với cái gì thôi. Đấy. Đôi loa Pioneer số 1 trong video ngày hôm nay, để cho các bác giá giao lưu hôm nay nhá, 900.000 cho đôi loa Pioneer số 1 các bác nhá. Đấy. Pioneer. Sang bộ số 2 là một bộ rất là độc lạ của Đờ Nông, bộ mini. Đấy. Bộ này thì tất cả các mặt này là bằng sắt hết, kim loại. Trong này nó sẽ có một loa này và một loa tép bên trên. Chiều này cao của nó chỉ khoảng 17-18 thôi, chiều sâu cũng thế, nhỏ thôi các bạn. Con này là dùng đĩa nuốt, đây là cả cửa đĩa nuốt giống các bạn nhé, giống như CD trên ô tô vậy. Và đây hiển thị, ở đây là cái vết keo. Hàng bãi về thì em cũng xin phép là cũng không kịp để làm, nên là các bác thông cảm là những cái vết keo này các bác về tự vệ sinh giúp Hoàng Gia Audio. Nên là em cũng đã để một cái giá để cho các bác này, coi như là cái giá đấy thì em cũng sẽ giảm xuống một chút để cho các bác là về bỏ thời gian để vệ sinh lại cái này cho sạch sẽ các bác nhá. Tại vì hàng về rất nhiều các bác để ý, hàng về xếp rất là nhiều ngoài này nên là không kịp vệ sinh các bác nhá. Nên là các bác cũng phải thông cảm cho Hoàng Gia Audio cái vấn đề không làm sạch sẽ được những cái sản phẩm này. Nhưng mà chỉ cam kết cho các bác là sản phẩm chạy theo đúng trên video, góc cạnh loa như thế nào, tình trạng loa như thế nào thôi. Còn là vấn đề bẩn hoặc là vệ sinh gì đó thì có nhiều cái em cũng không làm kịp, nên là rất mong các bác nhận được hàng thì cũng phải thông cảm. Chỉ bao cho các bác là vấn đề như này, góc cạnh loa này nó không bị sứt mẻ này. Đấy, thì em cũng nói rõ như thế. Bộ này nó là tháo được 3 cục rời hoặc là có thể làm đấy, có thể là gài vào nhau được. Đấy, đây là cổng kết nối AUX đầu vào tín hiệu TV điện thoại máy tính. Công suất của nó là 32W, điện áp là 100V các bác nhá. Đấy. Loa là 15W này, sản xuất tại Malaysia. Vỏ này vỏ bằng nhựa, lỗ thông hơi đây. Đấy. Bộ này thì có cổng USB, nhưng mà hiện nay thì em cắm USB thì nó không thể nhận. Thì em có thể cũng chưa biết là nó do USB hay là do cái cổng này, thì coi như nó sẽ không dùng được đi. Đấy.
CD thì chạy rồi. Thì đây em đang mở CD đây. Khi anh kít áo trên gì CD luôn này. Từ khi anh ta nhà một ngàn đêm nhung nhớ giữa trời mây. Ra đĩa cho các bác nhé. Đấy. Đấy. Đây là bộ nhỏ thôi nhưng mà chất âm cũng khá là hay. Bộ Đờ Nông. Đấy. Thương hiệu Đờ Nông thì cũng rất là tên tuổi rồi. Bộ này thì trên mạng các bác tra cái mã là C7 USB Đờ Nông này, trên mạng nó bán rất là cao các bác nhé. Một số các bên bán tầm 2 triệu hơn 2 triệu bộ dàn này. Đấy, em cũng thấy các bên bán rất là cao. Nhưng mà với em thì 2 triệu thì chắc em sẽ mua được nhiều bộ dàn khác đẹp hơn và có thể là nghe hay hơn bộ này. Nên là bộ này em đang để giá cho các bác 1.200.000 đồng. 1.200.000 đồng cho bộ Đờ Nông số 2. Đấy, USB thì em sẽ test và em báo lại. Thì cái giá này em báo là coi như là không chạy USB đi. Nhưng em nghĩ USB là cái này phải format lại thì nó sẽ định dạng lại thì nó sẽ nhận được. Đấy, bộ số 2, 1.200.000 đồng. Sang bộ số 3 là một bộ của Panasonic. Bộ này thì thực ra thì cũng rất ít về và cũng ít gặp vì bộ này có chỉnh được bát tép trên thân máy và đặc biệt là có cổng USB cắm bên hông này các bác này. Đấy, em sẽ cắm USB cho các bác nhá. Đấy, chuyển chế độ USB. Đây các bác để iPod USB này. Đấy, nó sẽ đọc. Và bộ này thì loa rất đẹp. Loa cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác để ý này. Loa đẹp luôn nhá. Màng carbon, gân cao su, tép giấy. Bát nó là 10cm. Màu đen bóng luôn, màu đen tuyền. Loa rất đẹp ạ. Chiều cao của loa khoảng 20, hơn 20 một chút. Đây các bác có thể để ý này. Đây, góc cạnh của loa này. Công suất của nó là 20W và trở kháng là 4 ohm. Đấy, góc cạnh loa đẹp, lỗ thông hơi phía sau. Bộ này thì nó bị gãy cái lẫy chốt cái cửa băng các bác nhé. Đấy, nên khi các bác ấn xuống nó không tự ấy được. Thì cái này đơn giản thôi, em có thể gắn keo để giữ lại cái này cho các bác. Gắn keo bên trong, các bác nhớ chứ không phải gắn băng dính bên ngoài này, nhìn nó rất là thẩm, mất thẩm mỹ và nó xấu. Đấy, cổng kết nối iPod thì cái này coi như không dùng, không tính đến. Đấy, các bác có thể nghe này, chỉnh được cả Super Bass này. Chỉnh cả bát trên này này, chỉnh được check này các nhá. Đấy, các bác để tăng check này, tăng bát này. Các bác nhấn bát vào đây, tăng bát thì ấn vào nút này, nó sẽ tăng lên này. Ấn đây giảm xuống này, ấn đây tăng lên này. Em mời các bác cùng nghe nhá. Tăng check lên này. Đấy, tăng check lên rồi. Dòng này e căng còn đẹp, rất đẹp các bạn. E căng của nó đây ạ. Rất đẹp. Và em sẽ test CD cho các bạn này. CD mắt đọc rất nhanh. Đấy, đọc rất nhanh. Tiếng rất là sắc nét. Đấy, CD đọc được. Bây giờ em sẽ next cái bài em vừa test cho các bạn nhé. Đấy. Tôi lớn dần bởi tình yêu và hơn cấm, bởi lời buồn quên khóc trắng đêm hơn 10 năm, nên cá vui cho người vui và tràn mắt. Nó đẹp không cạnh thôi nhá, nó đẹp không cạnh, dàn đây. Nàng vai đa lu khi truyền quấn qua áo xưa. Bộ này thì rất hay và hoạt động hoàn hảo các tính năng, trừ có một cái nắp ở cửa táp bị hỏng thôi nhá. Loa đẹp góc cạnh. Đấy, chất âm rất hay, có cả cổng USB. Bộ này để trong các bác giá hôm nay 1.500.000 đồng và các bác lưu ý bộ này không phải lúc nào cũng về sẵn hàng các bác nhá, nó rất ít có. Đây là bộ số 3, 1.500.000. Bộ số 5 là bộ số 4 là bộ của Panasonic model 900 DVD. Bộ này thì cũng rất hay, ba loa. Bộ này tiếc cái là cái cổng đĩa khay đĩa này nó không chạy. Nó là 5 khay đĩa và đọc được đĩa DVD nhưng mà rất tiếc nó không chạy nữa. Thì bây giờ coi như cái bộ này các bác về một là nghe cassette này. Đấy, cassette đây. Hai là nghe AUX thì em sẽ đăng test AUX cho các bác này. Nghe AUX đây. Bộ này thì nghe AUX thì kết nối TV điện thoại máy tính. Loa thì ba loa đây. Đấy, loa này rất đẹp. Bắt nõm.
chỉnh được cả surround này. Đấy, em đang để start surround. Đấy, chỉnh surround đầy đủ, nút volume. Nói chung là bộ này nếu mà chạy được cả DVD nữa thì nó rất nhiều các bác khách đã đặt Hoàng Gia Audio cách đây rất là lâu rồi. Đấy. Rất nhiều bác khách có hỏi cái mã 900 này và 910 DVD. Đấy, trong Panasonic có mã 900, 910 là chạy được đĩa DVD và loa rất đẹp nhưng mà rất ít về. Thì hôm nay về được một bộ đây. Hình thức còn khá đẹp các bác nhá. Đấy, còn vấn đề bụi bẩn thì cái này còn các bác về thì vệ sinh thêm. Đấy, căng đầy đủ đẹp. Căng đủ đẹp luôn, không có một vết bục nhỏ. Đấy. Đấy, chất âm của nó rất hay các bác nhá. Đánh chiếc bass Việt mà. Đánh cầu Bigway. Đông về chưa anh. Đấy. Cho em nhớ ngày xưa chúng. Loa rất đẹp các bác nhá, góc cạnh đây. Kết nối điện thoại TV máy tính qua cổng ở đây. Đấy. Dây còn rất zin. Dây zin còn có cả màu để đánh đánh phân biệt dây để cắm cho đúng các bác này. Loa góc cạnh đẹp. Hôm nay trời vào đông. Một mình em lạnh đời. Một mình em nhớ. Vâng ạ, bộ số 4 là trong video clip hôm nay xin phép để cho các bác giá 1.300.000 đồng các bác nhé. Bộ này cũng không phải lúc nào cũng có sẵn hàng. Hôm nay là những bộ rất là đẹp và độc nên là muốn gửi đến các bác trong video tối ngày hôm nay. Ba loa, bộ số 4 1.300.000. Sang bộ số 5, bộ số 5 là một bộ của hãng Victor. Bộ này cũng ba loa các bác này. Đấy, bụi còn nguyên này, em còn chưa vệ sinh này. Bộ này thì chạy CD đầy đủ, có model của nó là V5. Đây, em sẽ test CD cho các bác nhé. À, đây có một cái đĩa CD Nhật. Cửa đĩa nhiều khi nó hơi bị trùng các bác nhé. Trùng dây Corua. Cái hiện tượng trùng dây Corua thường xuyên bị xảy ra trong những cái dàn mini Nhật bãi. Đấy, mắt đọc rất nhanh, nhận luôn này. Bộ này rất đẹp. Đẹp tại sao ạ? Nhiều bộ về thì thưa các bác là một số bộ về các bác nhìn cái núm này, nó bị bong hết những cái lớp mạ rồi. Nhưng bộ này thì nó không bong một tí nào luôn. Thì thế gọi là đẹp. Đấy. Ba loa. Loa của nó là bass khoảng 10cm. Gân cao su còn rất là mềm. Đây là những cái vết bụi mà Hoàng Gia Audio chưa kịp lo các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý này. Đấy, bụi đây. Đấy, bụi đây. Loa đẹp góc cạnh luôn. Đấy. Đây là chất âm của Panavictor. Lần gối mỏi tìm cuộc vui tàn từng đêm. Đây là loa lần sau đây, 20W trở kháng 4 ôm, lỗ thông hơi. Đây, bục dàn sau đây, công suất của bục dàn là 50W. Đấy, góc cạnh đẹp. Em sẽ test xem cái cộng tác nó có chạy không nhá. À, cộng tác này nó bị gãy cái lẫy các bạn. Nó bị gãy cái lẫy rồi. Xem nó có chạy không nhá. Không chạy các bạn, cộng tác thì không chạy. Tôi coi như cái tính năng này bỏ vì nó cũng bị gãy cái lẫy giữ này rồi. Đấy, em xin phép cũng sẽ không test cái, không báo giá cái cổng tab này các bác nhá. Nó bị gãy cái lẫy. Đấy, gãy lẫy ở trong này rồi. Kẹt cửa băng vào đây. Đấy, coi như bỏ cái tính năng này. Chỉ bao cho các bác là chạy CD, chạy AUX. Đấy. Loa đẹp góc cạnh. Bộ này hôm nay để cho các bác giá 1.200.000 đồng. Bộ Victor V5. Đấy, 1.200.000 đồng các bác nhá. Ê căng đầy đủ các bác nhá. Lưu ý là ê căng đầy đủ, góc cạnh loa đẹp. Đấy, còn những cái bụi bẩn thì các bác phải vệ sinh. Bộ số 5 1.200.000. Sang bộ số 6 là một bộ của Sony. Bộ này thì rất tên tuổi rồi. Nó có cái model là G500. CMT G500. Đó. Bộ này thì loa vân gỗ. Chiều sâu rất sâu ạ, khoảng sâu khoảng 22 cm. Sâu khoảng 22 cm. Hai loa. Bát mà bát 12 cân cao su còn rất là mềm. Tép. Tiếp đo. Nỗ thông hơi phía trước.
Bộ này có nút chỉnh này, bát này, check này. Đấy. Next bài chuyển bài ở đây này, bằng cái nút gạt ở đây có nhá. Nút volume. Bộ này thì chạy CD. MD thì em cũng chưa test, không biết là có chạy hay không, em cũng xin phép không test cái MD. Vì em cũng ít khi test MD, vì rất ít khi các bác nào nghe MD. Cổng táp thì hiện nay chưa chạy, khả năng dây con loa bị trùng. Đấy. Thì cái này xử lý cho các bác được, không có gì quá là khó khăn. À, có một bánh tì bị gãy coi nhá. Một bánh tì bị gãy. Thôi coi như là em không mà tính cái chi phí báo giá trong cái cổng táp coi nhá. Nó chạy hay không chạy thì không tính, em chỉ bao test cho các bác. À, bộ này có cổng quang luôn. Bộ này có cổng quang. Quang nhưng không giải mã ra được. Chỉ quang để nghe trực tiếp cho cái đôi loài thôi. Đây, các bác để sẽ có quang này, analog in này, optical in này, là cổng quang này. Đấy, bây giờ em sẽ xin phép test CD cho các bác nhé. Sẽ test CD cho các bác này. Đấy, CD. Đây là CD các bác nhá. Đây là CD, next bài này. Các bác chỉ. Đấy, em sẽ next này, mắt đọc rất nhanh. Đấy, next bên bài 8 phát nó đóng ngay. Check bass tăng được các bác này. Đấy. Tăng bass này, tăng check. Bộ này thì loa đẹp góc cạnh, ê căng đầy đủ, đẹp. Loa đẹp góc cạnh này, trở kháng 6 ohm này, 0806 này. Đấy, đã quay cái. Đây là cổng quang các bạn này, cổng quang đây. Loa đẹp góc cạnh các bạn nhá. Đấy, đẹp góc cạnh luôn. Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca. Buồn nơi trong đêm thâu. Ok. Bộ này là bộ Sony, bộ số 6. À, rất đẹp ạ. Và lại chạy được cả cổng bát check và có cổng quang. Bộ này xin phép để cho các bác giá 1.700.000 đồng các bác nhá. Những bộ đẹp như này thì các bác nên tìm để mua những bộ đẹp như này. Thứ nhất là đẹp, thứ hai chạy CD ok, mắt đọc tốt, có cổng quang giải mã. 1.700.000 đồng cho bộ số 6. Tổng kết thì hôm nay em có 6 cái sản phẩm, cũng đã báo giá chi tiết cho các bác rồi. Mọi thông tin chi tiết các bác có thể liên hệ với Hoàng Giao Lô Điện theo số điện thoại như trên tấm biển ạ. 0975884009. Cuối cùng em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video mới của ngày mai. Cảm ơn các bác đang theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.